Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại channel The Guitar và tiếp tục trong chuyên mục review đàn, những cái đàn guitar chất lượng, cao cấp và chính hãng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một cái đàn đến từ Mỹ mang thương hiệu Taylor. Và trên tay mình đang là cây Taylor Academy 12 nha các bạn. Cây này thì mới sản xuất năm 2022 luôn. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review, test âm thanh cho quý vị chiêm ngưỡng nha. Cây Academy 12 này, nó là một trong những dáng đàn phổ thông của hãng, dùng để luyện tập rất là tốt các bạn. Đó, đây, size số dáng 12 thì cái dáng này nó sẽ nhỏ hơn dáng 14 một chút về cái thùng đàn các bạn. Thường thường á, những cái đàn ví dụ bây giờ mình sẽ nói sơ qua về Taylor, ví dụ như ba cái dáng quen thuộc các bạn chơi, ví dụ như là 110, 114 và 12 nha. Bây giờ mình nói 10, mình nói cái đầu cuối thôi, 14, 12 và 10. Thì cái số 10 là cái dáng red knot các bạn, dáng thùng nó to nhất. Tiếp theo sẽ tới 14 là dáng Grand Concert, thùng nó lớn hơn thùng này một chút. Và đây là thùng số 12 là thùng nó nhỏ, nó nhỏ hơn thùng 14. Con này thì có cả bevel nha các bạn, A12. Nó có cả bevel để giúp cho anh chị em gác tay chơi nó thoải mái. Đặc biệt những anh chị em chơi finger style rất là thích hợp đối với những cái dáng thùng như thế này, nó vừa người các bạn. Đó, A12. Con này thì nó không trang bị big cup, nó dùng cho dành cho những anh chị em mà thích cái hệ âm thanh nó mọc thuần túy, hoặc là những anh chị em không thích gắn pickup của hãng Taylor ha, muốn gắn một cái con pickup của hãng thứ ba nào đó. Ok rồi, cái cây Taylor Academy 12 này nó sở hữu mặt top vẫn là gỗ Solid Sitka Spruce nha các bạn, lưng hông Sapele. Ok. Và cần đàn thì nó là gỗ maple các bạn. Trước đây thì là gỗ mahogany nhưng sau này họ làm gỗ maple này. Đó các bạn. Maple thì nó rất là cứng cáp các bạn. Nó giúp cho cái cần đàn của các bạn chịu được cái lực căng dây rất là bền nha, rất là tốt. Cái mặt phím này fretboard là gỗ ebony. Một cái loại gỗ, con này là ebony của Tây Phi ha. Cái này cũng vậy, ebony cầu đàn. Rồi, bây giờ chúng ta nói tới scale, là cái khoảng cách từ đây cho tới đây nhá, cái sợi dây từ cái con, từ cái lược tới cái con ngựa màu trắng này nè, là 630 mm, 63 cm đó. Rồi cái nút, cái bề rộng của các bản cần sẽ là 43 mm các bạn ha. Đó, cầm nắm rất là thiện lợi và scale nó ngắn. Scale 630 thì cái những cái fret này nè bạn, nó sẽ sát lại một chút, giúp cho anh chị em mình chơi, mình giãn cái ngón tay với được rất là nhiều ngang ha, thoải mái. Thêm đó là cái bản cần nó 43 các bạn, rất là hợp lý cho những anh chị em chơi đệm hát cũng như là finger style. Ok rồi, tiếp theo còn gì nữa không? Bây giờ chúng ta đến với phần âm thanh mọc nhé. Con này cái dòng, những cái dòng phổ thông, những cái dòng phổ thông của Taylor như là series 100, series 200, kể cả Academy thì nó sẽ không có cái thanh dằn ở sau lưng như vậy. Người ta gọi là cái nang vàng ở mặt sau á, nang cầu mặt sau, nó không, sẽ không có. Nó giúp cho cái tiếng đàn của các bạn trở nên hỗn hào hơn một chút, nó to hơn ha. Taylor thì nó làm luôn làm cái mặt sau của nó phồng lên. Ok rồi, giờ chúng ta đến với clip test âm để cho các bạn nghe được cái sự hỗn hào của cái cây AM 12 này nha. Cái dây theo đàn là dây Elixir số 12 nha các bạn.
12 hay 13 gì đó các bạn. Thì đối với những anh chị em mà cái bàn tay của mình nó hơi yếu thì có thể gắn dây số 11 nha. Nhưng mà hãng thì luôn luôn gắn dây size bự. Để làm gì? Để giúp cho cái tiếng đàn của mình nó phát huy hết cái công lực. Cái dây mà cái size nó to đó các bạn, tiếng đàn nó up lên nhiều lắm đó. Thì anh chị em có thể nghe thấy cái phần bass nó rất là lực ha, các bạn. Những cái đàn dòng thấp của Taylor, ví dụ như A12 nè, 114 nè đó, thì cái tiếng của nó rất là hỗn, tiếng rất là to, nó hỗn các bạn. Nó như tại vì nó hỗn tại vì nó phần nó không có phần nan cầu nữa, là tiếng nó rất là thoát luôn. Rồi hơn nữa là nó là Laminate, cái back and side thì các bạn cũng biết rồi, Laminate thì cái sound của nó sẽ rất là thoát, nó không có như Solid các bạn. Thường thường Solid thì nó có phần đầm hơn, nó có chiều sâu hơn các bạn ha. Đó. Nhưng mà Laminate không phải là dở đâu nha anh chị em. Đó, nhiều anh chị cứ mua cái đàn rẻ hỏi mua cái mấy cái đàn mà tầm dưới 10 triệu hoặc là mười mấy triệu gì đó, cứ đòi solid. Những cái đàn ngoại mà kiếm solid như Taylor này các bạn, kiếm mà full solid mà giá này không có đâu. Các bạn muốn full solid thì giá phải ngoài 40 sẽ có full solid cho các bạn chơi. Full solid thì nó lên một cái tầm cao mới rồi. Laminate nó cũng xịn nhưng mà nó sẽ không xịn bằng solid thôi, nhưng mà nó vẫn chất lượng nha các bạn. Đôi khi nó tốt hơn cả Solid nha, đôi khi nó tốt hơn cả Solid. Tại vì nhiều cây đàn làm bằng gỗ Solid kém chất lượng thì sao so sánh được với Laminate. Laminate nó là một cái công nghệ mà ép gỗ cực kỳ xịn, nó giúp cho cây đàn của bạn nó có tuổi thọ rất là bền luôn nha. Đã nói tới công nghệ rồi thì họ đã nghiên cứu rồi ha các bạn. Chúng ta nói chung là cảm thấy vừa tiền chất lượng thì chơi thôi ha. Academy dành cho những anh chị em mà thích có một cây đàn chất lượng để luyện tập nên mua. Thank you.
Ok. Đó, là chơi finger style rất là ok, rất là thích hợp. Cây này gắn pickup, những cái con pickup Fishman hoặc là dòng Aerobat. Cực kỳ hay, rất là ok luôn các bạn. Ở Việt Nam mình thì thường thường cái cây đàn này ở bên Mỹ các bạn, nó là dòng dành cho đi tập thôi nha các bạn. Bởi vì số tiền của họ gọi những cái cây này đối với họ quá bình thường các bạn. Còn ở Việt Nam mình thật ra những cây này chúng ta đi show vẫn bình thường, không có gì hết nha. Vẫn ngon lành. Ok, rồi, clip review của mình đến đây là kết thúc. Chúc anh chị em có một sự lựa chọn đàn thiệt là cân nhắc nha. Xin chào, hẹn gặp lại.